Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết của bạn tuổi Giáp Tý Năm 2021, Nam Mạng Về vận trình sự nghiệp, tài vận, tình cảm, sức khỏe, sao chiếu mệnh, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng Mời các bạn cùng đón xem nhé. Tử vi tuổi giáp tý 2021 nam mạng, sự nghiệp như gió đầy thuyền. Tử vi tuổi giáp tý 2021 nam mạng. Năm 2021 là năm tân sửu, tuổi giáp tý 1984 cùng thái tuế cấu thành tý sửu lục hợp. Thiên can tân kim thiên ấn tương sinh với giáp mộc thương quan. Đây là một năm mà vận số người tuổi Tý tương đối hùng mạnh, xứng đáng để kỳ vọng. Về các tinh bạn được văn xương tinh và tuế hợp che chở, rất tốt. Giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân đem tới nhiều việc tốt. Tử vi tuổi Tý năm 2021 về mặt hung tinh có bệnh phù và mạch Việt đe dọa. Bạn ngàn vạn lần không thể chủ quan, cần đề cao cảnh giác nhất là về mặt sức khỏe, tránh để bệnh tật đánh đổ mình năm được quý nhân lục hợp che chở người tuổi tí nhất định phải nỗ lực bằng trăm bằng mười người khác để tận dụng vận may này dù học hành hay sự nghiệp bạn đều sẽ chạm tới cảnh giới cao nhất cũng đừng tự đắc ý sớm đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi trắc trở khó khăn luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng sự nghiệp mạch việt Nam mạng tuổi Giáp Tý 1984 trong năm 2021 Tân Sửu tạo ra sát ấn tương sinh, trong sự nghiệp được quý nhân chiếu cố nên sự nghiệp tăng tiến, tuy nhiên sẽ chịu một số áp lực nhất định. Tuổi này cũng cấu thành quan ấn tương sinh với Thái Tuế, tuổi Tý Lục hợp năm Sửu nên sẽ có nhiều cơ may gặp được đối tác hợp tác tốt, công việc vì thế mà chạy băng băng, dễ dàng hóa giải khó khăn, thuận buồm xuôi gió bản mệnh có sao mạch việt là thần vượng sự nghiệp ý nói công tác địa vị có sự đột phá rõ ràng tuổi giáp tý năm nay có vận thế không tồi có khả năng hòa hợp tốt với đồng nghiệp được lãnh đạo quan tâm chỉ cần kiên định khảng khái thì có thể thuận lợi vượt qua kỳ thử việc may mắn còn được thăng chức tăng lương với công nhân viên chức trong năm nay công ty sẽ có sự phát triển tốt hơn bản mệnh có thể mở rộng quy mô sự nghiệp Quan trọng cần chú ý phần sức khỏe, không nên quá lao lực vất vả, nếu không tiền bao nhiêu kiếm được cũng chỉ để đi chữa bệnh mà thôi. Nam Mạng sinh năm 1984 mười phần thông minh sẽ có cơ hội cải thiện tiến độ công việc khi bước qua năm thái tuế năm 2021. Bản mệnh sẽ gặp được quý nhân, trên cương vị mới như cá gặp nước. Tuy nhiên cần để ý quan hệ nhân tế một chút đừng vì quá kiêu ngạo mà phủ định hết công lao của người khác dần dần sẽ gây nên hiểm khích, ảnh hưởng đến công tác sau này. Với người kinh doanh thì năm nay rất tốt, chỉ cần nỗ lực hết mình sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Tài vận. Sát ấn. Tuổi giáp tý sinh năm 1984, cùng thái tuế cấu thành sát ấn tương sinh nên trăm điều lợi. Tuy áp lực nhiều nhưng tiền bạc cũng theo đó mà tăng. Tuy vận chính tài lương bổng thì không suy xuyển mấy, nhưng vận thiên tài lại cực kỳ may mắn. Bởi nhâm thủy và tân kim là ngũ hành tương sinh, kim nước lã thúc dục thiên tài, làm cho tuổi tí ở năm 2021 sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng cũng phải chịu nhiều áp lực. Năm nay có tuế hợp là cát tinh lợi cho việc kết bạn bè, thăm viếng, khám bệnh, ký kết hợp đồng. Nhờ đó mà tài vận của người này rất sáng sủa, nếu gặp được hạng mục tốt bạn nên tranh thủ cơ hội. Tuy nhiên đừng quá hiếu thắng nếu không sẽ kích thích tiểu nhân ghen tị hãm hại chính tài tăng vượng, thiên tài may mắn, tuổi tí có cơ may chúng thường hay đi đường nhặt được tiền rơi. Tuy nhiên muốn nhận được nhiều cũng cần tích cực cho đi, đừng quá chi ly tính toán. Tài vận của tuổi giáp tý nam mạng năm 2021 sẽ có thu nhập ổn định, nhưng vì tác phong khá lạc hậu, thích tích chữ tiền tài nên dễ bị người khác cho là keo kiệt. Người này không có đam mê gì khác lạ hay bất lương, cũng không thích qua lại nhiều với bè phái nên cuộc sống khá đơn giản, không phải chi tiêu nhiều. Đề nghị bản mệnh nên có cách sử dụng hợp lý, tránh mang tiếng về sau. Tình cảm Thiên quan Tử vi tuổi tí năm 2021 mặt tình cảm lục hợp thái tuế, khiến cho sức hấp dẫn đào hoa tăng mạnh. Đặc biệt là người độc thân năm nay luôn có người khác giới theo đuổi, thổ lộ lòng mình nhớ không được mơ màng mà nhận lời đối với chuyện tình cảm cần phải lý trí tỉnh táo đừng nên yêu rồi lại chán khiến cho sự cố gắng của đôi bên hóa thành công dã tràng người đã kết hôn thì cảm tình tươi mới ít mâu thuẫn hơn hẳn dù có khắc khẩu nhưng cũng sẽ nhanh chóng giảng hòa bố mẹ cũng rất chú tâm vào con cái trợ giúp cho việc học của con đạt được nhiều thành tích gia đình càng thêm hòa hợp vui vẻ Tuổi Giáp Tý 1984 năm 2021 Nam Mạng với người độc thân vì khá lớn tuổi nên phải thông qua người thân cận mới tiếp xúc được với người trong mộng. Dù khó tìm kiếm được nhân duyên tốt nhưng không phải là không thể. Bản mệnh sẽ gặp được đối tượng ưng ý, thậm chí là tiến đến hôn nhân. Vì tuổi này tư tưởng đã khá chính chắn nên sẽ có sự lựa chọn tốt cho hạnh phúc của cả đời mình. Sức khỏe. Bệnh phù. Nam Mạng sinh năm 1984 tuổi giáp tý cùng thái tuế cấu thành tý sửu hợp, đồng thời thiên can tân kim thiên ấn khắc giáp mộc thương quan, thế nên sức khỏe có điểm xa sút đặc biệt là da rẻ, thận đều có thể gặp vấn đề. Tuổi này sẽ gặp sao bệnh phù vào năm 2021, tuy nhiên chỉ cần chú ý điều trị là có thể khỏi bệnh. Bản mệnh cần chú ý rèn luyện cơ thể thường xuyên, sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Ăn uống cần đảm bảo an toàn vệ sinh, ngủ sớm dậy sớm, không nên làm việc thất thường, phản khoa học. Nam mạng tuổi giáp tý có vận thế năm 2021 biểu hiện đều tốt đẹp, nhưng với sức khỏe cần đề phòng bệnh mạng tính hoặc bệnh lâu không dứt. Dù không phải là vấn đề lớn nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hôn nhân. Bản mệnh cần chú ý tuân thủ quy tắc khi tham gia giao thông, không nhậu nhẹt quá mức để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Sao chiếu mệnh. Tuổi giáp tý 1984 nam mạng năm 2021 có sao thổ tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh, mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao thổ tú là không lớn nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm, gặp tiểu nhân hãm hại, sao thổ tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân dèm pha, phá hoại, mọi sự khó thành chính vì vậy cần chú ý phân định rõ kẻ tiểu nhân đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân vấn đề sức khỏe với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt hay bị đau ốm nhưng bệnh không quá nặng xuất hành người có sao thổ tú chiếu mệnh thì xuất hành đi xa không thuận lợi nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn chuyện tình cảm do sao thổ tú chiếu mạng chuyện tình cảm không được suôn sẻ gặp nhiều trắc trở xảy ra nhiều cãi vã tranh chấp không đáng có khi hiểu sao thổ tú là gì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì vì thế nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì hướng xuất hành các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2021 tốt nhất tuổi Giáp Tý, ngày mùng 1 Tết thứ 6 ngày 12 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Nam ngày mùng 3 Tết, chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng hướng Đông Nam, Tây Bắc ngày mùng 5 Tết thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2021, xuất hành hướng Tây Bắc Đông Nam. Tuổi sông đất đầu năm chủ nhà tuổi giáp tý nên mời gia chủ sinh các năm tuổi năm bính thìn, tân sửu, đinh tỵ đến sông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2021 được thuận lợi, gặp nhiều may mắn, tài lộc đầy nhà, cả năm làm ăn phát đạt suôn sẻ. Tử vi từng tháng Tử vi tuổi tý năm 2021 từng tháng là nội dung tổng hợp vận trình 12 tháng trong năm tân sửu 2021 của người tuổi tý. Tháng 1 âm lịch dương lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2021 năm tháng 3 năm 2021 dự báo, cơ hội dù có nhưng phải tranh, thể hiện tài hoa sẽ có lợi tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 1 âm lịch có thiên can canh kim chính ấn cùng vượng với thiên can tân kim thiên ấn. Địa chi tháng tạo một quan hệ ám hợp với thái tuế sửu thổ. Vận sự nghiệp của người tuổi tí sẽ được quý nhân che chở, có thể dựa vào tài hoa của mình để thu hút sự chú ý của lãnh đạo, từ đó được đề bạt cất nhắc. Tháng này có lợi cho việc học hành, nâng cấp chuyên môn. Nhưng bạn sẽ chịu một sự trói buộc, ràng buộc nào đó, áp lực vô hình xuất hiện. Tiếp đó bản thân người tuổi tí sẽ phải tích cực nắm bắt cơ hội về công việc. Không được lười biếng, bằng không vận thế sẽ không có gì đột phá. Tháng 2 âm lịch Dương lịch ngày 5 tháng 3 năm 2021, 4 tháng 4 năm 2021 dự báo, mọi việc không được trì trệ, thị phi không tha cho ai tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 2 âm lịch có thực thần là Mão Mộc không có quan hệ gì với Thái Tuế Sửu thổ. Thiên can tháng Đồng vượng thiên can năm, địa chi tháng tương hình với tuổi. Có thể thấy đây là một tháng tương đối khó khăn với bạn. Nhiều sóng gió mâu thuẫn trong công việc, phàm gặp chuyện gì cũng không thể ương bướng. Dù người này được quý nhân che chở nhưng vẫn phải thật lý trí, né tránh thị phi tập trung vào công việc chuyên môn. Vận nhân duyên tốt, gia đình thuận hòa, tình cảm tươi đẹp. Người có nơi có trốn cần phải hao tâm tổn trí để gìn giữ đoạn tình cảm này. Tháng 3 âm lịch Dương lịch ngày 4 tháng 4 năm 2021 năm tháng 5 năm 2021 dự báo quan vận tốt tài vận xấu, đề phòng tiểu nhân mất tiền. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 3 âm lịch có kiếp tài hành khiển. Có thể thấy tháng và năm tương phá tạo nên mối quan hệ không được điều hòa. May mắn có quan hệ mạng chủ với tháng lại tương hợp thủy cục nên vẫn có hy vọng mới. Tháng này các hạng mục làm ăn, đầu tư bất động sản sẽ có lợi. Quan hệ với lãnh đạo hòa thuận, nhưng khó tránh khỏi vận số cạnh tranh mạnh cùng đồng nghiệp. Có điểm bị tranh công và mất cơ hội kinh doanh tốt. Bản thân không chiếm được ưu thế hoặc người đỡ đầu không mạnh bằng đối phương. Tháng 4 âm lịch Dương lịch, ngày 5 tháng 5 năm 2021 6 tháng 5 năm 2021 dự báo, vất vả tiền tài, tình cảm lên hương tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 4 âm lịch tháng này quý thủy sinh tỷ kiên được thiên ấn của Thái Tuế tương sinh. Nguyệt lệnh lại tương hợp kim cục với Thái Tuế. Người tuổi tí có nhiều quý nhân che chở, bản thân chiếm ưu thế trong công việc. Đường thi cử thuận, có lợi cho cầu công việc mặt hợp tác làm ăn tốt, tài vận có điểm khả quan. Nhưng sẽ không tránh khỏi vất vả, buôn ba. Nam mạng gặp chuyện tốt về tình cảm. Biết chăm sóc thì đoạn tình cảm này sẽ có kết quả tốt. Tháng 5 âm lịch. Dương lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2021 9 tháng 7 năm 2021 dự báo, mưu sự nhiều trở ngại, cần bình tĩnh đối diện. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 5 âm lịch thiên can giáp mộc triệu tân kim khắc chế. Nguyệt lệnh ngọ hỏa phạm tương hại thái tuế lại thêm tí mạng tương xung. Có thể thấy đây là một tháng nhiều khó khăn với bạn. Nhiều chuyện xảy ra không có lợi cho sự nghiệp. Nhưng vận kinh doanh, thành tích doanh thu lại có lợi. Bởi trí tuệ thông minh, đa tài sẽ được phát huy triệt để giúp đem lại nhiều cơ hội làm ăn. Người này cần đề phòng một số quy tắc quy định, không được làm việc vi phạm pháp luật. Càn không được tham lam bằng không sẽ chịu nạn phá tài. Tháng 6 âm lịch, dương lịch ngày 7 tháng 8 năm 2021 7 tháng 9 năm 2021 dự báo nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 6 âm lịch có thực thần bị thiên ấn khắc chế nguyệt lệnh tương xung thái tuế mạng chủ tương hại nguyệt lệnh có thể thấy bạn sẽ có một tháng sáu khó khăn trùng trùng công việc không thuận lợi nhiều áp lực bị ràng buộc bởi nhiều mối quan hệ nhiều quy định về quan hệ hợp tác dễ bị ngăn chặn nên bản thân không nên quá cố chấp cần phải bình tĩnh suy nghĩ rồi hãy hành động nếu không áp lực về công việc và quan hệ với đồng nghiệp sẽ càng thêm nặng nề Điều này còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, dễ dẫn tới bệnh đau dạ dày. Tháng 7 âm lịch Dương lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2021 7 tháng 8 năm 2021 dự báo, sinh khí sinh tài, học cách tiêu tiền. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 7 âm lịch có thiên can chính tài tương phùng thiên can tân kim thiên ấn đem tới điểm hòa hợp. Cùng nguyệt lệnh thân kim là chính ấn không phát huy tác dụng với sửu thổ. Nhưng mạng tí thủy lại bán tam hợp thân kim nên vận trình vẫn có thể coi là thuận lợi. Tháng này người tuổi tí có lợi cho việc hợp tác làm ăn, quý nhân giúp đỡ, tốt cho đường thi cử học hành. Làm việc gì cũng thuận lợi và có chút tích lũy cho bản thân. Tháng này vì chuyện học tập hoặc là lấy bằng cấp mà bạn sẽ cần dùng đến một khoản tiền nho nhỏ. Tiền khi cần dùng thì nên bỏ ra không nên tính toán quá kỹ lưỡng. Tháng 8 âm lịch Dương lịch ngày 7 tháng 9 năm 2021, 8 tháng 10 năm 2021 dự báo, mặc dù có quý nhân che chở nhưng không được nóng nảy tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 8 âm lịch chủ thiên tài khắc ấn, nguyệt lệnh dậu sửu bán tam hợp. Nhưng nguyệt lệnh lại tương phá tuổi Tý thủy, có thể thấy đây là một tháng nửa hung nửa các đường sự nghiệp chủ yếu bạn nên tập trung thúc đẩy kiến thức chuyên môn. Nâng cao năng lực bản thân thì hơn. Khi làm việc không nên quá tính toán được mất thì sẽ được lãnh đạo trọng dụng. Người tuổi tí sẽ được quý nhân che chở, cải thiện vận sự nghiệp. Mặt tài chính sẽ xuất hiện chút sóng gió nhưng không quá lớn. Mặt tình cảm thì có thiên hỷ tinh đi vào cung mệnh. Quan hệ với trưởng bối và người khác giới khá tốt đẹp. Dễ được nâng đỡ và quan tâm. Tháng 9 âm lịch Dương lịch, ngày 8 tháng 10 năm 2021 7 tháng 11 năm 2021 dự báo, kỵ cố chấp nên lễ nghĩa, vạn sự thuận theo tự nhiên tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 9 âm lịch gặp quan ấn tương sinh nhưng lại tương hình nguyệt lệnh. Vận sự nghiệp người tuổi tí sẽ đối diện với chút sóng gió, nếu gặp mâu thuẫn thì không nên ương bướng nếu không áp lực về công việc sẽ ngày càng nặng. Tháng này người tuổi tí nên tìm công việc mới có thể sẽ có lương cao hơn. Nhưng trong quá trình thay đổi sẽ gặp nhiều áp lực hoặc cường độ công việc mới cao hơn bình thường. Sức ép thì trong ngoài không phải là nhỏ, sức khỏe giảm sút, người tuổi tí phải tự mình điều chỉnh sớm. Tháng 10 âm lịch, dương lịch ngày 7 tháng 11 năm 2021 7 tháng 12 năm 2021 dự báo tiểu nhân quấy rối. Tử vi tuổi Tý năm 2021 tháng 10 âm lịch gặp ấn quan tương sinh, nguyệt lệnh và thái tuế không chung trí hướng. Vận sự nghiệp của tuổi Tý sẽ đối diện với vận cạnh tranh lớn. Bản thân cần phải lý trí, thông minh nhanh nhạy hơn, ứng phó khéo léo. Trong khi làm việc sẽ giảm bớt tổn thương và những ảnh hưởng bất lợi. Tháng này người tuổi Tý có phần hiếu thắng, ham hố tranh công nhưng cách làm việc lại bị động và lười biếng, không chủ động trong công việc. Vận thế vì vậy bình thường, quan hệ cá nhân không tốt dễ gây họa tiểu nhân chọc gậy bánh xe. Tháng 11 âm lịch Dương lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2021 7 tháng 8 năm 2021 dự báo, tự mình phấn đấu nhưng đừng quá gay gắt. Tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 11 âm lịch chủ về thiên ấn chính ấn đồng vượng. Nguyệt lệnh tương hợp thái tuế thuận lợi cho mạng chủ tý thủy. Sự nghiệp tháng này của tý rất tốt, có điểm lên trước. Người làm cơ quan luật pháp, những công việc cần hợp tác sẽ gặp thuận lợi. Mưu sự được quý nhân che chở. Tháng này làm gì người tuổi tý cũng nên tích cực chủ động, không được trì trệ, lười biếng. Tháng này có lợi cho việc học hành thi cử, tìm việc mới. Đồng thời vận tương hợp đem tới mặt tình cảm có nhiều thay đổi tích cực được nhiều người khác giới quan tâm chăm sóc, vận nhân duyên vì vậy khá hưng thịnh. Tháng 12 âm lịch Dương lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2021 4 tháng 2 năm 2021 dự báo, nhiều sóng gió, cần suy nghĩ thận trọng tử vi tuổi tí năm 2021 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế cùng tương sinh tí thủy, đem tới quý nhân mặt sự nghiệp. Bạn được lãnh đạo cất nhắc nhiều việc bận rộn. Người này cũng sẽ chịu nhiều đốc thúc, ràng buộc và quản lý nghiêm khắc hơn. Vận thế tháng này tương đối thuận lợi, các mặt thu nhập có chiều gia tăng. Đối với nữ mạng thì vận nhân duyên tốt nhiều người để ý, tán tỉnh. Nam mạng thì hơi bị động, nhân duyên tốt nhưng không buồn tìm hiểu, giao tiếp. Kết luận, trên đây là thông tin về tử vi năm 2021 tuổi giáp Tý nam mạng, mong rằng quý độc giả sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích cho mình chúc các bạn có một năm mới tân sửu bình an hạnh phúc cảm ơn các bạn đã theo dõi video